Ok các bạn, cái máy này là máy cưa xích nha. Mình mua ở dây chai, mình về mình phục hồi lại với xe đạp. Thì mình chế như vậy thì mình chạy nó không có nhanh đâu các bạn. Mình chạy giải trí thôi. Thì mình muốn chạy nhanh thì mình ra đường nhựa, mình chạy phục hồi nó có chớn nó mới nhanh được. Còn mình chạy cái đường ở đây thì nó không nhanh lắm đâu. Thì cảm ơn các bạn đã xem nha. Nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha các bạn. Bây giờ thì hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha. Giờ tạm biệt các bạn.